Bà xã Quang Hải, hot girl Chu Thanh Huyền đang vướng vào hàng loạt drama khi mới đây cô bị tố sử dụng hình ảnh đạo nhái để bán hàng. Giữa bão thị phi, thái độ của người đẹp nhận về nhiều sự quan tâm khi khá rửng rưng, mặc kệ sự đời. Tối ngày 15 tháng 6, người đẹp Chu Thanh Huyền vui vẻ chia sẻ khoảnh khắc đời thường ở nhà riêng cùng Quang Hải. Trong đó, cặp vợ chồng son đeo găng tay cùng bóc mít mật. Cả Quang Hải và Chu Thanh Huyền đều tình tứ đút cho đối phương ăn. Được biết, vì mang bầu con đầu lòng, Chu Thanh Huyền thèm ăn mít mật nên cô nàng thường mua về nhà, Quang Hải cũng vì thế được hưởng ké. Sau khi kết hôn, vợ chồng Quang Hải thường xuyên khoe những hình ảnh tình cảm bên nhau lên mạng xã hội, thể hiện cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Chu Thanh Huyền đang mang bầu gần đến ngày sinh nở. Bởi vậy, nàng hot girl càng được chồng chiều chuộng. Khoảnh khắc tình tứ của Quang Hải và Chu Thanh Huyền còn thu hút sự chú ý khi mới đây, bà xã Quang Hải dính ồn ào với công việc kinh doanh online. Có thể thấy, cô nàng không hề bận tâm đến drama, thái độ rửng rưng, nhiều người cho rằng cô đang thách thức. Cụ thể, gái sinh quê Sơn Tây bị tố là người nổi tiếng nhưng thiếu đạo đức trong kinh doanh. Photoshop ảnh của nam diễn viên đình đám xứ Hàn Ji Chang-guk để quảng cáo sản phẩm. Ji Chang-guk từng quảng bá cho một sản phẩm khác cùng công ty sản xuất với sản phẩm mà Chu Thanh Huyền bán. Phía Chu Thanh Huyền đã phủ nhận việc photoshop hình ảnh nhưng trong livestream của Chu Thanh Huyền trước đó, cô nàng đã từng nhắc tới Ji Chang-guk khi bán sản phẩm, ẩn ý việc Ji Chang-guk đang đại diện hình ảnh cho sản phẩm của công ty mình. Sau khi bị tố đạo nhái và lợi dụng hình ảnh Ji Chang-guk bán sản phẩm, Chu Thanh Huyền đã rơi nước mắt trong video đính chính, khẳng định mình đang bị đối thủ chiêu trò chơi xấu. Thứ nhất, những hình ảnh bên đó tung ra tố Chu Thanh Huyền đạo nhái, photoshop để thành hàng của mình là hoàn toàn sai sự thật. Mình không hề có những hình ảnh đó cũng như không đăng những hình ảnh như vậy lên các trang mà Chu Thanh Huyền đang sở hữu. Nếu như bên mình đạo nhái, ăn cắp chất xám thì phía bên kia hoàn toàn có thể kiện nhưng họ không làm như vậy. Họ lại lên bài, giật tít phốt vợ cầu thủ Quang Hải thì mình không hiểu chiêu trò của họ là gì, Chu Thanh Huyền nói. Không những vậy, vợ Quang Hải còn nghẹn khóc khi tiết lộ đang trong những tháng cuối thai kỳ, thậm chí còn không thể livestream bán hàng nên rất mệt mỏi khi bị lôi vào những drama không đáng có. Mình rất mong rằng một số bên, được gọi là đối thủ hãy cạnh tranh một cách lành mạnh. Mình làm clip này cũng muốn nhắn đến các chị em khi mọi người tiếp nhận một nguồn thông tin nào đó. Hãy lắng nghe từ hai phía để có góc nhìn khách quan để không bị dẫn dắt bởi những thông tin hay chiêu trò marketing bẩn, Chu Thanh Huyền nhắn nhủ. Trước đó, bài đăng tố từ đơn vị A với nội dung người nổi tiếng nhưng thiếu đạo đức trong kinh doanh ghê. Bộ ảnh mất 6 tháng công sức của cả tập thể N mà nỡ lòng nào mang về Photoshop lại rồi mang đi giới thiệu khắp nơi như thật nhận được rất nhiều sự quan tâm của netizen. Liên hệ với phía A, đại diện nhà phân phối độc quyền và phụ trách marketing cho nhãn hàng tại Việt Nam chia sẻ đã ký hợp đồng độc quyền hình ảnh của Ji Chang-guk để quảng bá sản phẩm trong vòng 1 năm. Tuy nhiên trong một đoạn clip livestream, Chu Thanh Huyền lại ẩn ý nói về việc Ji Chang-guk đang đại diện hình ảnh cho sản phẩm của công ty mình. Điều này khiến phía CEO không hài lòng, mong muốn bà xã Quang Hải phải xin lỗi công khai, xóa ảnh cắt ghép và bớt thần thánh hóa công dụng sản phẩm.